Ơ anh về rồi à? Ăn cơm luôn đi ạ. Em làm gì cả ngày hôm nay mà nấu bữa cơm tệ thế này? Không có canh à? Hôm nay con quấy quá, em không làm gì được. Thôi, anh ăn tạm xong rồi uống nước nhá. Còn đống bát đũa ngoài kia nữa, không lo mà rửa đi. Mà không rửa được thì đập luôn đi, mình bật chết đi được ấy. Thôi ăn xong rồi em rửa luôn. Đây, anh ngồi xuống ăn đi. Anh ăn trước đi nhá, em vào dỗ con. Là anh cố tình ăn hết thức ăn đúng không? Anh đi làm vất vả cả ngày, có bấy nhiêu thức ăn, làm sao mà đủ được. Em đi ăn khác đi. Mình anh biết vất vả à? Là ai lo kiếm tiền cho gia đình này? Bữa cơm tử tế không nấu nổi, em cũng có việc chăm con, có gì mà vất vả cơ chứ. Anh có biết là ấy, từ sáng đến bây giờ em chưa một hạt cơm vào bụng không? Là em giữ eo, em sợ béo, giờ còn trách à? Anh có biết ý, từ sáng đến bây giờ em bế con nữa mà mỏi nhừ hết cả tay không? Khối người ta vẫn sinh con đẻ cái, người ta vẫn chăm con tốt đấy thôi. Còn em ấy, suốt ngày than nọ than kia, nếu mà không chăm nó được ấy, đừng đẻ nó ra nữa. Mau làm cho con cơm mồm lại đi, đau hết cả đầu. Dự án sắp tới xếp giao cho anh làm cùng em đấy. Lần này cơ hội cho em được thể hiện rồi đấy. Được làm cùng với anh, em chắc chắn sẽ làm tốt. Chắc chứ. Chỉ cần được ở bên cạnh anh thôi là em đã thấy tốt lắm rồi. Anh ơi, anh lấy cho em cái bỉm cho con thay để đi ngủ này. Này, anh không nghe em nói cái gì à? Em tự đi mà lấy đi, anh buồn ngủ lắm, anh đi ngủ đây. Mẹ à? Vâng, mẹ lên chăm sóc con đi. Chứ con trai mẹ sắp không nhận ra mình nữa rồi này. Lại có chuyện gì thế? Thì con dâu tốt của mẹ đấy, nấu ăn thì qua loa dở tệ, nhà cửa thì lừa chảy thây ra không dọn dẹp gì cả. Nhà con sắp thành cái bãi rác rồi đấy. Trời ơi, lại có cả chuyện đấy cơ à? Con vu oan cho cô ấy làm cái gì? Mẹ không tin lên mà xem này. Xem con dâu của mẹ bắt nạt con thế nào. Con sắp không chịu nổi rồi đấy. Này, nhưng mà đừng nói với nó nhá, để mẹ phải lên bất ngờ. Xem nó sống kiểu gì mà lại hành hạ con trai của mẹ như thế. Đúng là cái loại sướng mà không biết đường hưởng. Dạ vâng vâng, thế mẹ lên sớm nhá, con đi làm đây. Vâng ạ. Ơi, anh đây. Nhớ anh á. Thật không? Thôi thôi nhá. Cái loa nhà anh lại kêu bên rồi. Ừ, thôi. Lát anh đưa em đi ăn rồi nói chuyện sau. Nhá, bye bye. Em có chăm con được không? Có mỗi việc chăm con mà để nó kêu oai oái ra. Đau hết cả đầu. Hàng xóm nghe thấy nó bảo em là mẹ kế đấy. Anh ơi, hình như là con bị ốm rồi. Chiều anh thu xếp về sớm một tí rồi đưa con đi khám nhá. Chưa biết được. Anh đi làm đây. Anh ơi, anh tranh thủ về sớm được không? Con sốt quá, mãi mà chẳng hạ cơ. Em thấy lo lắm. Ai đây anh? À không có gì. Người quen nhà anh giúp đỡ em. Thôi nhá, anh đang họp. Có gì gọi lại sau. Thank you.
anh đi đâu. Con nhập viện em gọi anh không được. Cô im đi. Suốt ngày con. Cô biết làm việc gì khác hơn không? Nếu mà không chăm được nó ấy thì vứt cho đi. Cô phiền lắm rồi đấy. Cái gì này? Anh đi đâu làm gì? Con nhập viện em gọi anh không được. Anh về thì say xỉn như thế này. Còn cái gì trên cổ đây hả? Anh giải thích đi. Cô là con đàn bà vô tích sự, không biết làm cái gì cả. Thôi cút, cút khỏi mắt tao đi. Biến. Ui giời ơi là giời. Ơ mẹ, mẹ lên lúc nào sao không nói cho con biết ạ? Thế tôi cho cô biết để cô có thời gian dọn dẹp, cô qua được mặt tôi à? Mà tôi không hiểu là cô làm cái gì mà cô biến cái nhà như một cái chuồng lợn thế này. Kinh ơi là kinh. Mà bế con lại ngủ gật thế này, nhỡ ngã cháu tôi thì làm sao? Tại tối qua cháu nó quấy quá nên là không biết ta làm cái gì mà chăm có mỗi đứa trẻ con thôi mà sao lười thế chứ lị. Đưa cháu tôi đây, cô dọn dẹp nốt cái chỗ này đi. Vâng ạ. Cô vào đây mà dỗ nó đi. Khóc lắm thế không biết. Vâng, để con vào dỗ ạ. Ô, bà yêu nào, thằng tó của bà ngoan đi đi nào. Mẹ, bà yêu. Ôi, khóc quá đi thôi. Này, dỗ con đi. Mẹ thương. Thôi thế này là bện hơi mẹ rồi. Còn làm ăn được cái trò gì nữa. Thôi nó nín rồi thì đưa đây. Đi ra dọn nốt đi. Vâng. Bà yêu nào. Úi dồi ôi, nín đi cho mẹ con làm nha. Mẹ lên lúc nào vậy? Vợ con đâu mà để mẹ bế cháu thế kia? Mẹ lên từ lúc sáng. Nhưng mà tại cái thằng cún con này nó cứ khóc quá cơ. Diệu ơi! Ra anh bảo đây! Dạ! Sao đấy ạ? Cô làm cái quái gì mà để mẹ bế cháu mệt lừ thế này? Con ơi! Không phải như là con nghĩ đâu. Tại cái thằng cún con này nó khóc quá đây mà. Mà vợ con nó cũng vất vả. Vừa lo dọn dẹp nhà cửa lại vừa nấu cơm đấy. Rồi ạ! Nhà người ta 2-3 đứa vẫn chăm sóc tốt, cơm nước đàng hoàng. Đây nhà mình có một đứa suốt ngày kêu chả than. Anh không hiểu nổi nó đấy. Thôi, con nói nhỏ thôi đấy. Đi vào trong nhà tắm rửa đi, rồi ra ngoài đây ăn cơm. Vợ nó vừa nấu xong đấy. Mẹ ơi, mẹ đưa con bé cho. Mẹ vào rửa tay xong rồi ra ăn cơm ạ. Thế con ăn cơm vào lúc nào? Con dù cháu ngủ xong rồi ăn sau cũng được. Mẹ với chồng con cứ ăn trước đi. Thế cháu ngủ nhanh nhanh rồi ra cùng ăn cơm nhá. Vâng ạ. Con đi làm đây. Mà ở nhà khó chịu quá, mẹ ra ngoài siêu thị đi nhá. Chứ ở nhà trông cháu, cháu nó khóc đau hết đầu đấy. Anh không phải lo cho mẹ. Đi làm cẩn thận nhá. Vâng. Mẹ ơi, chiều mẹ muốn ăn gì để con đi chợ con mua về nấu cho mẹ ăn ạ? Thôi, không đi chợ đâu. Nhà có cái gì ăn cái đấy.
nhỡ ở nhà thằng cu nó khóc thì mày biết dỗ thế nào. Vâng. À, ngồi đây mẹ bảo. Ngồi đây. Dạ. Mẹ bảo này, bây giờ con phải thay đổi đi. Trông người con này, quần áo thì sộc xà sộc sạch, toàn mùi dầu mỡ với mùi tẩy rửa thôi. Con phải thay đổi đi con ạ. Nhưng mà mẹ ơi, con chỉ ở nhà trông cháu với dọn nhà, con diện cho ai xem đâu ạ. Con nghĩ như thế là sai rồi. Thằng Minh nó đi làm về nhá, nó mệt như thế thì nó phải nhìn thấy vợ đẹp này, rồi là thơm tho sạch sẽ, như thế thì mới giữ được chân chồng. Chứ con ấy, nhìn con thế này mẹ còn chán muốn ngủ là nó. Con phải thay đổi đi. Dạ, vâng ạ. Ở đấy, cái loa phường lại phát sóng rồi đấy. Vào dỗ nhanh. Con vẫn chưa đi ngủ à? Mẹ, con vừa cho cháu ngủ xong mà con không ngủ được nên là con ra đây ngồi thay đổi không khí với cả đợi anh Minh về luôn mẹ ạ. Lạ thật đấy. Giờ này mà cái thằng này nó đi làm lại chưa về là sao nhỉ? Một tháng 30 ngày thì 20 ngày anh ấy làm về muộn rồi. Con cũng quen rồi nhưng mà do tính chất công việc nên là thôi, không trách mẹ ạ. Về đến nhà rồi anh nghiêm túc đi thế nào. Cháu chào bác ạ. Cháu là đồng nghiệp của anh Minh. Anh ấy say quá nên cháu đưa về ạ. Cháu xin phép bác. Minh! Minh! Úi giời ơi, uống thế nào mà say mem ra thế này? Không còn cái thể thống gì cả. Dậy nhanh lên, dậy đi vào phòng. Dậy nhanh. Trời ơi nặng quá. Tao mặc xác mày. Thưa con, chắc là nó chỉ chót vui ở ngoài đường một tí thôi. Con đừng để ý. Đi ngủ sớm đi, có lấy sức mà chăm con. Mai nó tỉnh dậy, mẹ cho nó một trận. Nhá. Mẹ ơi. Ừ? Mẹ muốn ăn gì thì ra ngoài mà ăn nhá. Này vợ con nó mệt, không nấu nướng gì đâu. Này, hôm qua mày say xỉn, mày dẫn con nào về đây đấy hả? Mẹ mà là cái rượu á, mẹ đánh cho mày tan xác rồi đấy. Cô ấy là đồng nghiệp của con thôi. Người ta có lòng tốt đưa về, không biết ơn thì thôi, còn nói này nói nọ. Mà mẹ chiều con dâu mẹ nó vừa thôi. Mẹ cứ chiều quá nó hư rồi đấy. Con mới là thằng hư ấy. Mẹ mà phát hiện ra mày lén phén với đứa con gái nào bên ngoài á, đừng có trách mẹ đấy nhá. Mẹ làm sao vậy? Thôi con đi làm đây. Diệu ơi, dậy đi con ơi. Diệu ơi. Diệu. Mẹ. Ôi dồi ôi, con làm sao thế? Ôi dồi ôi, sốt nóng quá. Thôi, bây giờ để mẹ ra mua cho con bát cháo với cả vài viên thuốc giảm sốt nhé. Rồi mẹ về ngay. Sao cô lại bảo được đây? Anh Minh cho tôi mật khẩu nha. Sao? Bất ngờ quá. Cô đến đây có chuyện gì không? À, tôi đến để lấy đồ hộ anh Minh. Với lại trả đồ anh ấy quên. Anh ấy không tiện lấy lại ở công ty. Thế nào? Xúc động quá à? Là việc tôi nên làm thôi. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Tiếc thật đấy.
Cái cơ ngơi như thế này mà lại lấy phải một cô vợ vừa xấu xí vừa hôi hám, hỏng hết phong thủy cả một căn nhà tốt. Cái nhà này ấy, mà tôi làm chủ thì tốt biết mấy rồi đấy. Cô là ai? Bác là mẹ của anh Minh ạ. Có phải hôm nọ cô là người đưa thằng Minh về không? Bác có trí nhớ tốt thật đấy, là cháu đây ạ. Thế hôm nay cô đến đây làm gì? Dạ, cháu đến lấy đồ hộ anh Minh ạ. Cái này á, tại sao lại ở chỗ cô? Chuyện là anh Minh quên đồ ở chỗ cháu, cháu mang sang cho chị nhà cất hộ. Cất hộ à? Không dám đâu. Tại sao? Tại sao mày dám vác mặt đến đây hả? Sao bác lại đánh cháu? Tao đánh mày như thế là còn nhẹ đấy. Cái loại như mày ý, tao muốn tuốt xác mày ra. Cái loại vô liêm sỉ, loại cướp chồng của người khác. Bác ăn nói cho cẩn thận. Là anh Minh tự tìm đến cháu, chê vợ ở nhà vừa xấu xí vừa hôi hám. Cháu đã bao giờ dụ dỗ anh ta đâu. Mày động đến ai thì được, nhưng mày động đến con dâu tao là mày chết rồi nhá. Con lồ ly này, mày chết với tao nhá, mày chết với tao nhá. Anh làm gì vậy? Cô đến đây làm gì? Tôi đến để trả đồ cho anh quên chỗ tôi. Mày cầm ngay cái này, bước theo con hồ ly này đi. Rồi ạ, em có thể đưa cho anh mà. Tại sao nên làm ở Mỹ lên vậy? Tôi có làm gì đâu. Là mẹ anh tự nhiên đánh tôi, tát tôi. Mày còn nói à? Ở công ty tao không cần biết mày làm cái gì. Một là mày phải cho con này nghỉ việc. Hai là mày phải nghỉ việc ở công ty. Nếu không tao đến tao làm loạn lên đấy. Mẹ hiểu lầm rồi. Con của cô ta làm gì có gì đâu. Hiểu nhầm mà. Nó đến đây, nó bảo mày chê vợ mày xấu để đến với nó. Không tin mày hỏi nó đi. Em nói cái gì vậy? Thì không đúng ạ. Mày nhìn đi. Mày biến vợ mày thành như thế này hả Hà Minh? Vợ giờ anh xin lỗi nhé. Anh sẽ đuổi việc cô ta. Điều đó sẽ không như thế nữa đâu. Anh hứa. Anh nói cái gì đấy? Con rắn độc này, biến ra khỏi nhà tao. Anh nói gì đi chứ? Đúng rồi. Cô im mồm đi. Cô lợi dụng tôi cũng chỉ là để lên chức mà thôi. Tôi với cô đã thỏa thuận không công khai rồi. Giờ cô nên làm ở Mỹ nè. Cô không biết nhục à? Cút. Anh còn trách tôi được à? Cút. Vợ ơi, vợ cho anh xin lỗi. Từ giờ sẽ không như thế nữa đâu, anh hứa đấy, anh hứa. Con dâu, nó đã biết lỗi rồi. Con hãy cho nó một cơ hội nhé.